đây là cây lửa hổ. Góc đây mình mua, lúc mình mua cái này có một cây một thôi. Rồi về mình ương nhánh, mình ương ra giờ nó như thế này. Rất là đẹp. Lưỡi hổ lùng. Cái này để trong nhà, trong phòng đều được hết nha. Nó chịu ở nơi không có ánh sáng nó cũng chịu được. Đẹp. Đây con các bạn. Tắt luôn á. Và bữa nữa mình sẽ tắt chậu và sửa soạn lại.